Xin chào các bạn. Video này thì mình có một số phụ kiện cước Nhật bãi và máy ngang Nhật bãi nha. Giá là chưa bao gồm phí ship. Phí ship một đơn là 30k, mình có ship code toàn quốc. Này là mã số 1 nè. Cước này là một cước Sanyo này nha các bạn, Sanyo của Nhật Made in Japan nha. Giá của nó là 1.600 yên nè. 150m nha. Cước này là cước số 3, nó để là cước số 3. Này là 12 lb. 12 nó tầm khoảng cỡ 5,5kg 6kg nha. 0.28mm nha các bạn. Đó, nó có mẹo quét như thế này. Cước nó màu xanh nguyên cuộn nha. 150m đầy luôn nha các bạn. Đầy luôn nha. Cước số 3 này là 12, 0.28 này. Cái này là mẹ số 1 nha, 130k. Mẹ 1, 130k. Tiếp theo là mẹ số 2. Số 2 thì mình có một cái cuộn Verivac nha. BE, cuộn này là BE nha. Cuộn này 50m, BE số 1 này, 2.200 yên. Verivac như thế này nha. Made in Japan. Màu của nó này. Cuộn này chưa sử dụng nha, đầy luôn này, chưa sử dụng. 50m thôi nha các bạn, đó, 50m. Số 1 nha. Đó. Cái này bên hông nó có mẹ quét, đó mình quét lên đây mẹ. Made in Japan nha. Số 2, cái này là 180k. Tiếp theo là số 3. Số 3 thì mình có một cuộn BE tên là Dynima gì đó, Dynima Made in Japan nha. Made in Japan. Cuộn này là 70m nha, 70m. 50 lb, cuộn này nó để tải tới 20 mấy ký nha. 24-25 ký. Dây này là dây 1.5 nha các bạn, 1.5. Đó, 70m nha. Cuộn này để sử dụng rồi nha. Bên trong 70m. Cuộn số 3 này là 150k nha. 3 150k. Tiếp theo là số 4. Số 4 thì mình có một cuộn BE luôn nha. Tên của nó BE Super này. Nó để số 5. Bên nó là màu xám nha các bạn, một màu thôi nè. Cuộn này là 1.0 nha. 1.0 100m thôi, 5.9 ký. 1.0 100m tại 5.9 ký nha. Cuộn này còn mới chưa sử dụng nha các bạn, còn mới chưa sử dụng bên trong. Số 4, cuộn này là 100k. 4 với 100k, 100m. Tiếp theo là số 5. Số 5 thì mình có một cuộn 0.8 nha các bạn. 0.8 100m nè. 0.8 100m. Như thế này. Sợi rất là nhỏ nha, mịn nè. 0.8 100m nha. À, như thế. Số 5, cuộn này là 150k. 150k nha. Tiếp theo là số 6. Số 6 thì mình có một cuộn 1.5 150m. Made in Japan như thế này, đi bằng dấu. Đó. 150m nha, 1.5. Cuộn này nhiều màu nha các bạn, nhiều màu. Nhiều màu. 150m nhiều màu. Số 6, cuộn này là 150k nha. 6 150k. Tiếp theo là số 7. Số 7 thì mình có một cuộn cuộn này thì đã sử dụng rồi nha. Đã sử dụng rồi. Nhiều màu. Cuộn này là 1.5 120m nha. 1.5 120m. Cuộn số 7 nha, 120k. Số 7 120k. Tiếp theo là số 8. Số 8 thì mình có một cuộn BE. Cuộn này là 1.5 1.5 150m nha. Nhiều màu như thế này. Rồi, cuộn này còn mới nè. Số 8 150k. 8 150k, 150m nha. 1.5. Tiếp theo là cuộn số 9. Số 9 thì mình có một cuộn Fluro nha các bạn. Fluro 100% nè. Siwa Meter. Cuộn này là 3.5, 14 lb, là 7 ký nha. 320m. Cuộn này đã sử dụng rồi nha. 320m. Thì cuộn này nó sử dụng tới 80 mấy mét nha các bạn. Nó còn 80, giúp là một số vòng nữa nè. Cho tầm còn cỡ 90m nha. Đó. Cái này tầm khoảng còn 90m nha các bạn.
fluoro carbon. Cuộn này là cuộn số 9 nhé, 3.5 số 9 120k, còn 90m. Rồi tiếp theo số 10. Số 10 thì mình có một cuộn fluoro carbon này, CUO 100% luôn nha. Này là số 3, 12LB là 6kg nhé. Cuộn này tầm 5,5 đến 6kg, 320m. Để em coi thì còn bao nhiêu mét bên trong. Cuộn này thì nó còn nó để là tới nút 160m nha các bạn, nhưng mà còn quấn hơn 160m. Cuộn này tầm khoảng 180-200m lần nha, 180-200m nó tầm đó nhé. Số 10, cuộn này là 150k. Số 10 nhé, 150k. Tiếp theo là 11. 11 thì mình có một cuộn Sigua này. Cuộn này là còn nguyên bạch luôn nha, chưa sử dụng nhé. Sigua 100% carbon nè. Số 3 nhé các bạn. Cuộn này là 100m, 0.285mm này nhé. Thì là bên con bên trong mình nữa. Đó, mình này là mình mở nè, bên trong này nhé các bạn, 100m nhé, 100m đầy luôn nha. Nó tới nó đây chưa sử dụng nhé, cuộn này là chưa sử dụng. Cuộn này là cuộn số 11 nhé, 200k, 11 200k, chưa sử dụng nữa. 12 thì mình có một cuộn Daiwa nha, Daiwa fluoro carbon 100% này, made in Japan, 120m một cuộn này nhé các bạn, 0.28mm này. Đó, Daiwa màu đỏ trắng. Cuộn này là cuộn mới nha các bạn, mới luôn này. Cuộn này là cũng chưa sử dụng luôn nha, 120m còn nguyên này. Đó, cái viền là như thế đó, còn rất là nhiều nha. Cuộn này là cái cuộn số 12 nhé các bạn, 12. Cuộn này là 180k, 12 180k, 12 nha. Số 3, cái này là cuộn 13. 13 thì mình có một cuộn Sigua số 5 nha các bạn, 100m, 100% carbon này, và 0.37mm nha. Cuộn này thì đã sử dụng rồi nè, đã sử dụng rồi nhé các bạn. Đó, nhìn ở đường viền nó còn khoảng cỡ nó cũng còn nhiều nhé các bạn. Đó, còn như thế này nhé, cái này tầm khoảng còn 100m này, còn khoảng cỡ 50-60m, 60m gì đó, 50-60m là nhé, 50-60m cũng còn nhiều nhé. 100m, cái này là còn 50-60m. Mẻ 13, cái này là 13, 150k nha. Số 5 nhé các bạn. 14 thì mình xuống combo nhé các bạn. Combo này mình có một cuộn 50m này, 50m. Số 3 50m này chưa sử dụng luôn nhé, một sáng tinh. Số 3 về mình làm nhà dây câu cần tay rồi đó. Rồi và mình có thêm mấy cái cuộn này. Số 4 75m. Đó. Nó có nhiều màu này. Và mặt dưới này là số 4 luôn nha, 75m x 2. Đó. Nó gồm có 3 cuộn nè, 3 cuộn nè. Rồi cái này là fluoro nha, cái này là fluoro carbon nè. Nhưng mà nó từ số 3 đến 12, là từ size nhỏ đến size lớn nhé các bạn. Từ cước nhỏ nè, từ cước 3 đến cước 12, cước 15m nó sẽ tăng size. Đó. Như thế này, 1, 2, 3, 4, 4 cuộn. Và một cuộn như thế này nha, một cuộn cước màu xanh, cuộn cước màu xanh, cuộn màu xanh như thế này. Sợi này thì tầm khoảng 2 chấm nhé các bạn. Cước số 2 màu xanh đã sử dụng rồi nè. Này gồm 1 2 3 4 5 cuộn nhé. Mã 14, cái này là 100k, 14 nhé, 100k. 15 thì mình gồm có một cuộn 0.8 này, 0.8 1000m nha. 1000m thì cuộn này còn tầm khoảng cỡ nhiều nhé các bạn, còn rất là nhiều nha. 1000m của 0.8 nó không thể nào đầy được nha, nó chỉ tầm nửa cuộn này thôi. Cuộn này tầm khoảng cỡ 700m nha, 700m. 15,
150k nha, 15 0.8. Tem con cá mập, nó tem con cá mập của Nhật. 16 tem con cá kiếm, có cái kiếm như của Nhật luôn nha. Này là số 3 này, 1000m nha các bạn. Này là số 3, 1000m cướp màu trắng, 1000m. Cuộn này tầm khoảng cỡ 800m nha, 800m nhiều lắm nha. 16 170k. Mấy cái cuộn này nó không có đầy được đâu nha, tại nó tới 1000m mà cứ số 3 nó nhỏ, nó không có đầy được. Tầm khoảng 800m. 16 17 17 thì mình có một cuộn Dreamcast, 500m ni lông, cước số 3 nha, 0.286mm, 500m. Cuộn này còn đầy luôn nè, màu xanh chuối như thế này, chưa sử dụng nha, còn đầy luôn. 17, cuộn này là 100k nè. 17, 100k Dream. 18 thì mình có một cuộn Daiwa, Daiwa Zutron như thế này nha, 500m. Số 4, 0.33mm nha. Cuộn Daiwa này rất là xịn nha các bạn, nó có tem mà, tem chưa sử dụng nha, đó. Bên trong này, sợi dây này rất là mịn nha, nhìn ở ngoài thôi mình khỏi mở luôn nha. Đó, rất là mịn nha. Đó, nó có đai vòng tròn như thế này ở bên trong nữa. Này là số 4, 0.33mm nha. Số 4 này là tải được là 16LB, tầm 8kg nha các bạn. 500m, made in Japan nha, Daiwa Zutron. 18, cuộn này là 250k nha. Về mà vô máy, coi rất là bền. 19 thì mình có một con máy, một cái cuộn cước Fuji, ni lông Fuji nha, ni lông cước 12, 500m nha. Cuộn này sử dụng 100m rồi, còn tầm khoảng 400m nha, 400m. 12 lớn nha, cước 12 đó, như thế này, made Japan, màu của nó này. 19, cuộn này là 200k nè. 20 thì mình có một cuộn số 5 nha, 1000m, số 5 ED Nhật nè. Số 5, cuộn này tầm khoảng 900m nha các bạn, 800-900m đó. Đó, màu trắng như thế này, còn rất là nhiều nha, 800-900m. Cước số 5 nha, về mình vô mấy câu xong nữa. Cuộn này là cuộn 20, 200k. Rồi 21, một con máy ngang tay phải như thế này. Tên của nó này, Daiwa nha, Million ST15. Đó, con này là Japan này, nó có in Japan chỗ này nha. Đó, in phần Japan chỗ này nha, mấy có dập này. Đó, có vàng luôn nha, có vàng, cước cam, lăng đồng, quay rất là mượt nha. Bấm chỗ này là xả cước này, đó, bấm chỗ này là xả cước chạy nha, quay lên là sử dụng. Bật chỗ này là mình có thể, đó, nó tự nhảy lên luôn nha. Tắt cái này là mình bật chỗ này, mình dùng cái này. Nút này là nút đảo chiều này, đó. Rồi, ok, hoạt động tốt hết nha, chốt chặn. Có kim loại luôn nha. Này về cổ biển. Con 21 300k nha. Ngộ hình tầm khoảng cỡ 85%, 21 300k. 22 thì mình có một con máy ngang tay phải, Daiwa Super Dynamic 150. Đó, ngộ hình nè, tay kim loại, có sờn xước chỗ này, chỗ này nó có sờn nha, sờn lớp sơn đó, chỗ này. Còn lại đẹp nha, còn lại như thế này. Made in Japan này, made in Japan. Ngộ hình con này tầm khoảng cỡ 80%, 80 nha. Quay này rất là mượt nha. Bấm chỗ này sẽ cước này, đó. Cái này là nhấn nó bật lên. Rồi, ok nha. Cối là bên trong này, nó có thêm một cái động cối như thế này nha các bạn. Đó, có thêm cái động cối luôn nè. 22 350k nha. Rồi 23 thì mình có một con Daiwa Super Dynamic như thế này. Con này màu trắng, con này đẹp nha, con này còn mới tinh luôn. Đây, con này là made in Thailand nha, made in Thailand. Đó, quay rất là mượt nha. Bấm đây là xả cước này. Đó, bật là quay, quay. Nhấn đây là đó. Con này là 23 400k. 23 400k.
Rồi 24 thì mình có một con Daiwa. Con này màu xám, màu trắng, trắng đục như thế này. Chạy 3 bạc đạn nên để 3 bạc đạn. Con này bên trong cối. Con này là hàng Japan, Mỹ Japan. Đó. Màu hình đẹp nhé. Đó, quay. Xà cước, bấm chỗ này. Xà cước này. Lúc này là bấm là nó nhảy. Rồi. Có ABS luôn nha, 24. Con này là 450k, 24. Rồi 25 thì mình có một con này nha. Alpha Take. Con Alpha Take 3 bạc đạn này nhớ bạn. Alpha Take, con này là của Hàn Quốc nha. Hàn Quốc. Con này nó là nó không có in ở trên này nha bạn. Alpha Take Hàn Quốc, con này nó không có in. Mở cối này, cái này mình lấy cái này là mình mở nha. Đó, mình tháo cái này mình tháo ra. Còn mình sử dụng mình dài, đó mình có tháo cái bun này bên trong ra đi. Mình nhấn cái này xuống, mình được cái này chứ. Mình dài khó lắm. Mình tháo lấy cối nhanh bên trong. ABS luôn nha. Tay nấm rất là đẹp nha. Rồi, con này mới tinh luôn. Tầm 90%. Xà cước. Đó. Quay. Lăn, quay như thế này. Con này là 25. 650k, 25, 650k. Rồi 26 thì mình có một con như thế này, có một cái bao Shimano luôn nha. Mới tinh nè, Shimano. Rồi. Con này là Shimano copy on như thế này. Shimano. Lăn như thế này. Cối, con này mới tinh luôn. Tay quay này, đồ mới rất là đẹp nha, chạy nên mặt đẹp. Shimano Japan. Dòng này là hợp kim nha, quay rất là mượt tay trái. Đó, chạy rất là nhanh. ABS. Rồi, mới đẹp nha. Con này mình muốn mở là mình xoay cái này nha. Mình xoay ngược kim đồng hồ này, ngược kim đồng hồ. Đó. Này thì mình tháo ra thôi đó. Mình gắn lại, mình xoay lại. Rất tiện lợi nha, rồi mình dài xuống đó. Máy tinh nha các bạn, con này tầm 90-95%. 26, con này là 1.400.000. 26, 1.400.000 có cái bao luôn nha. Mới đó. Và video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn mua hàng thì liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình hoặc là để lại bình luận mã phụ kiện kèm số điện thoại nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.